Thông qua đi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi lại về thêm cho các bác một cái mẫu xe gầm cao SUV mini. Một mẫu xe gầm cao đô thị các bác nhá, gầm cao 5 chỗ ngồi. Và đây chính là một chiếc Ford EcoSport số tự động. Xe trang bị động cơ là 1.5 phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất. Một chiếc xe mà sơn xi đèn đóm còn rất là đẹp. Hôm nay thì cụm đèn pha đã được độ lên cụm đèn bi siêu sáng rồi các nhá. Đèn trước, đèn sau thì đều được ốp mạ chrome, nó tôn cái dáng vẻ cứng cáp, khỏe khoắn cũng như là chắc chắn lên cho một chiếc xe. Hôm nay thì xe tư nhân biển Hà Nội. Nếu mà anh chị em nào ở Hà Nội mua chiếc xe này thì các bác đỡ phải tốn 20 triệu tiền đổi biển, rất là kinh tế và tiết kiệm cho các bác đây này. Sinh nhan thì báo rẽ trên gương. Ở đằng sau thì em này được trang bị một cái camera lùi rồi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau. Đấy, cảnh báo va chạm sớm cũng như là giúp các bác kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn khi mà lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp. Một chiếc xe mà máy số còn nguyên zin nguyên bản, cột kèo keo chỉ zin đét luôn. Xe đẹp xuất sắc anh chị em nhé. Và sau đây thì em sẽ đi vòng sang phần thân bên lái để cho các bác nắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc Ford EcoSport đời 2017, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.5 phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất. Và hiện tại thì chiếc xe này bên em đang giao bán với giá là 470 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Và các bác có thể về trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em. Một chiếc xe cực kỳ là đẹp với những bác nào mà nội đô thành phố thích đi xe gầm cao, tuy nhiên là cái chỗ động đỗ xe cũng như cái giao thông nó hơi bị chật hẹp thì chúng ta có thể tham khảo mẫu xe này, một mẫu xe gầm cao đô thị. Và bác nào chưa đăng ký kênh cũng như là chưa follow fanpage, nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em nhé. Rồi bây giờ em sẽ đi vào bên trong nội thất của chiếc xe này để review nội thất bên trong của xe. Đây coi nhìn này, nội thất bên trong thì ghế bọc da còn nguyên zin nguyên bản theo xe coi nhá, ghế da zin theo xe đẹp, rất là đẹp, căng mọng luôn. Hàng ghế trước này, xuống hàng ghế sau. Đấy, rất là gọn gàng sạch sẽ các bác nhá. Rất là gọn gàng sạch sẽ thơm tho luôn. Hàng ghế sau cũng căng đét luôn. Và em này thì có cả một cái bậc cái bệ để tì tay đây rồi. Đấy, do chúng ta đi đường nó đỡ mỏi hơn. Để tay đây. Về trang thiết bị công nghệ thì em này trang bị là đàm thoại rảnh tay trên vô lăng. Có nhận diện giọng nói cũng như là điều khiển âm thanh ở trên vô lăng rồi. Đèn nổ thông minh startup có luôn. Đầu đà giải trí nguyên bản theo xe và điều hòa auto với hai vùng nóng lạnh. Xe trang bị một cái chế độ lái thể thao sport ở trên xe này. Đây, có chế độ lái thể thao sport trên xe đây các bác nhá. Đấy, thanh điều khiển này. Gương kính chỉnh điện. Gương kính chỉnh điện được tích hợp ở táp ly cánh bên lái. Và cái cam lùi, cái cam lùi thì được tích hợp trên cái gương chiếu hậu này các bác nhé. Đấy, cam lùi được tích hợp trên cái gương chiếu hậu này. Chân nỉ nguyên bản theo xe và cửa sổ nóc được trang bị đầy đủ này. Riêng cái bản EcoSport đời 2017 đổ lại đến đời 2014, 2015 thì phải, em không nhớ rõ nhưng nói chung là đời 2017 thì em này được trang bị là 7 túi khí an toàn các bác nhé. Đây, 6 túi khí bên trên rồi, nó còn thêm một cái túi khí bảo vệ đầu gối này nữa này. Một chiếc ở trên vô lăng, một chiếc phần táp lô bên ghế phụ kìa. Và như vậy là đọc ở mặt trước này, đó là 3 túi khí rồi nhá. Và các bác xem ở hai bên ghế này, hai bên ghế này đều được trang bị túi khí cũng như là hai bên cột. Hai bên cột giữa đều được trang bị luôn. Đấy, 7 túi khí an toàn. Đối với mặt chất lượng của xe, sau khi nó giới thiệu các option công nghệ cho anh chị em dùng, em sẽ review về mặt chất lượng của xe thì quá nhìn này. Đấy, review về mặt chất lượng của xe căng đét luôn nhá, siêu đẹp.
ốc lác nguyên zin nguyên bản, anh chị em thấy chưa, zin đen luôn, ốc màu còn nguyên zin nhé, cái ốc răng cửa này ốc màu còn nguyên zin luôn. Và qua đến phần chỉ này, đấy chỉ đấy nhá, chỉ của cánh trước bên lái này, đấy, không mất một con chỉ nào. À, các bác nhìn cái phần ốc bản lề ở phần cột bên cột này là cột bên lái, cột giữa các nhá, đây ốc màu này, đây ốc màu các bác nhìn này, ốc màu vẫn còn đây, đây là ốc bản lề trên này, xuống ốc bản lề dưới, đấy các bác nhìn thấy chưa, zin đét luôn. Cột bên lái này cũng nguyên zin nguyên bản luôn này, cột giữa bên lái này. Rồi xuống cánh đằng sau bên lái thì các bác nhìn này, ốc màu đấy nhá, đấy màu sơn đánh dấu vẫn còn nguyên zin nguyên bản luôn, EC như thế nào thì mua xe về như thế nào thì vẫn còn như thế luôn, ốc màu vẫn còn nguyên. Và qua đến phần chỉ này, đây có nhìn phần chỉ đây, có nhìn phần chỉ này đẹp chưa, đẹp gắt luôn anh chị em nhá, đẹp gắt luôn. Bây giờ thì em sẽ xuống phần phía sau. Đấy, xuống phía sau này thì các bác nhìn cái khoang cốp của em này thì cũng rất là rộng, tha hồ cho các bác để đồ đi chơi đi du lịch thoải mái các bác nhá, tha hồ cho các bác để đồ. Và nó đẹp đẹp ở đây đằng sau này, đây các bác nhìn này, đấy các bác thấy chưa, cái ốc khóa cửa là nó còn nguyên màu sơn đây nữa, zin đét luôn nhá, ốc màu zin đét luôn, rất là đẹp rồi. Và ốc bản lề trên này, ốc bản lề dưới này, đấy, ốc bản lề trên và ốc bản lề dưới này nhá, nó đẹp. Cái khoang cốp thì nó thiết kế phần hõm vào đây, đấy chơi Eco Sport nào em review rồi, nó thiết kế hõm ở cái phần lắp cốp này, đấy, nó tăng cái thể tích chứa đồ hơn cho cái phần khoang cốp. Sassi gầm bệ bên dưới cực kỳ là chắc chắn và cực cao, các bác nhìn đấy cái ốc màu ở cái lò xo giảm sóc kìa các bác kìa, đấy lò xo giảm sóc có nguyên màu sơn kìa, cực kỳ là cứng cáp và chắc chắn luôn. Bây giờ thì đi em sẽ đi sang phần thân bên phụ, review chất lượng ở bên phần thân bên phụ. Tất nhiên rồi, sẽ là cái ốc răng cửa này, màu sơn vẫn còn cái màu đỏ đỏ này, vẫn còn cái chấm đỏ này luôn nhé. Đây này, kéo từ đoạn này sang đây, nguyên màu sơn luôn, bốn cánh nhìn nhau hết, ốc màu còn nguyên. Phần chỉ này, lên phần cánh trước bên phụ, cũng rất là đẹp luôn nhá, ốc màu đây, các bạn nhìn kìa, ốc màu zin chặt, zin đét luôn, còn ốc màu này, quay đến phần ốc bản là cái phần cột giữa này, cột giữa bên phụ này, các bạn nhìn, cái chỗ này nó là ốc bình tán rồi, nếu mà cái này mà tháo dỡ ra chỉ có phá ra thôi. Nó là ốc đình tán nhá. Đoạn đó nó là đình tán, đình tán mà nó gắn vào thì không thể tháo dỡ ra được đâu, đó, còn nguyên zin luôn nhá, nguyên zin nguyên bản. Và đây này, ốc bản ở dưới, dưới zin đét luôn, một chiếc xe cũng rất là đẹp. Đây, hệ thống an toàn có tận 7 túi khí an toàn cơ. Và bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ, sau khi mà đã review hết một vòng chung quanh xe cho các bác thấy là chỉ này rồi cột kèo các thứ là còn nguyên zin rồi. Bây giờ và sẽ vào bên trong phần khoang động cơ. Bắt đầu vào bên trong phần khoang động cơ. Đấy, khoang động cơ thì các bác đấy nhá,
nó cực kỳ là khô ráo, không có hiện tượng là chảy dầu chảy mỡ. Bác chủ cũng rất cẩn thận, cái nước làm mát của em này là nước xanh luôn này. Đây, nước xanh, nước làm mát là nước xanh luôn các nhá. Đấy, hai bên này logo này còn nguyên zin nguyên bản. Em này ở dòng EcoSport thì như review video trước em đã review rồi, nó không có chỉ cốp các nhá. EcoSport không có chỉ cốp cũng như là không có chỉ cabo luôn. Giờ thì chúng ta sẽ nhìn được cái con ốc cabo này các bác nhìn này. Đấy, này. Rất là đẹp luôn. Đó nhá. Chưa hiện tượng là tháo rỡ gì cả. Ốc cabo bên này nữa này. Này các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đó nhá. Cực kỳ là đẹp. Phần khoang động cơ thì bên trong cái một số cái chi tiết của nó vẫn còn nguyên cái màu sơn thôi nhá. Một số những cái chi tiết vẫn còn nguyên màu sơn. Hộp số này, hộp số ở đằng sau này, hộp số vẫn còn zin này. Cái con ốc của đoạn kia nó vẫn còn cái màu xanh xanh kìa các bác kìa. Đấy, máy số vẫn còn nguyên zin bác nhá. Một số cái giắc điện kìa vẫn còn nguyên màu sơn kìa. Được chưa? Đấy, kia đây kìa. Đấy, một số chi tiết nó vẫn còn nguyên cả cái màu sơn, vẫn còn zin và vẫn còn đẹp nét luôn. Và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể anh chị em một chiếc Ford EcoSport đời 2017 số tự động, xe trang bị động cơ 1.5 phiên bản Titanium. Và giá bán cho chiếc xe này là 470 triệu đồng, vẫn còn thương lượng, vẫn còn giá bớt. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhé, qua số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà bên em đang mang lại cho anh chị em. Còn bây giờ thì em xin phép được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.